vì thế này thì nó cả sai chừng ở khi dừng này xua thang Arduino cam vô là hay ôpaco được sensor từ đó để prime được automation những trong giờ Arduino tới chừng đủ lấy khả năng tính tu chỉnh chẳng tới những thứ những mạch lấy chia vị thì đại prime hay lấy khả năng PLC có cái prime chẳng đấy chẳng ôpaco để dùng prime trên lấy khả năng đầy mà nhóm đấy vì mình ra một đa mình ra đục điện chẳng nào lấy khả năng này là một đa mới này mình lấy số qua CT phần bảy đa phần bảy rồi có bao phần những cho chất phở PC cũng vậy đặt một phần chân tầng ở lớp đây sao kim chỉ lấy trong miền này city nên là lấy cái chia sẻ khi bảo biết và tại một lần dân mơ mấy như cái lệnh mơ skin mà tây trịnh là bây smile nhuôn vì đồng nai ca bảo biết chấm dân miền pram vô lấy khang Arduino và tại dân miền một phê bông vô khang input của tập quan này automation dân một phê bông vô chỉ thông mà đá chấm dân miền một phê bông vô này mặt hàng nít hay nít cái chia microcontroller bỏ Arduino chứ ở dưới ở ai đó là phải buôn vô một chỗ Arduino bàn tế bởi xin chỗ tới viên chạy là microcontroller bảo vệ chứ nhưng thường mạnh ở miền ca ở trong trái kia là viên một phải buôn hay được tạm bộ chắc ốp con này cứ đồng nào ca bảo vệ nơi phê đàn LED mà khang này clear vì nó chạy lưu tới transistor này khẳng lấy chắc transistor này khẳng lấy vì trời ban cái hai ta chia photo transistor chắc là bây giờ mình lưu chia tới viên là chụp chân thị bù mình chân thị bay nếp chụp nhiều nhưng vậy anh nghĩ trong một bị phía xa vì characteristic của photo transistor đấy chắc lấy bây giờ mình một thấy buồn vốn đã cho một nơi khăn này lấy bây để dân cho việc chắc cho đón viên là hộp mốt thấy căn resistance 4.7 kilo ohm đại vì thường mấy cũng ở LED khả năng này mà phải muốn muốn chẳng biết là chẳng biết hôm nay thường ở LED này plus hay biết là cái ground hay ground này tiếp sau vì chỉ ground bằng một phải muốn muốn này khả năng này chẳng như mình khởi nhất ground mới nhưng ground pin chẳng ground khả năng cái gì ground microcontroller bỏ Arduino hay cái ground khả năng cái gì ground sử dụng với phá system này chẳng kia ở chẳng pin này nó bắt mình bắt bỏ cái tế vì isolated mà thay vì phát triển bị cái gì vì vì sao chạy thế thì ta phần lưu nơi này cái đảo này chắc này phải là phần lưu này phần lưu phần lưu này khả năng ở phần lưu này phần vì chỉ là phần lưu tới phần áo ấy cho đoán trên vì phần vô này hát phần cạnh transistor nắng cái hồ mà khẳng này cái hồ tới khẳng này này chắc phần này có phần hay bởi dân dạy phi Arduino vẫn cứ nơi chân đi phi nó cứ nâng rực bàn mùi chắc khi mà anh dây p characteristic của photo transistor ở xâm nhầm tiếp nhưng vậy nghe nghĩ chắc lấy p để dân bắt nạch bụt tông mà phê môn vô lý vậy chắc bụt này lên phê gửi chắc cho đón để hô bị pram vô lý vậy cứ ở bên ai chú lòng cắt vào khăn cao này bàn tỷ chắc nhá hay cho đón để nơi sau nơi lực xa này nâng trơ xì đào hình bụt chắc ở trên đi nếp viên đường tay chỉ sâu mình được còn lâu mình chẳng tại chắc nếp chia cần sập rồi gọi chỉ cần run ca để riêng thu mất ai Arduino ai để mà phải buồn buồn chuyện đi chỉ thọ bạn chắc như ai para cái hai thà optical chứ ca to bạn nếp cái hai thà source mà nó so một phải buồn buồn trốn thưa ở riêng rít bàn mũi cái không cảm thấy để bong bóng trong thở sinh một phải sensor đại bị chập lỗ nè chắc giờ trên phong một phay buôn vô chôn má hay sensor bị dướng hay sensor dướng đây chật lọt nè ấy hay bị tay cầm chân tay nó phải để sensor dướng chắc chắc những chôn mặt hàng lấy mình chắc sẽ quý to dướng design ở chiếc này để xe phay PC vậy đồng bất cứ ai to tiền xin tiền soft ban tiền bởi khi giờ đang thật xin sợ ấy kia sự vô bỏ tích tử sử dụng lắm chắc bây giờ cái lấy một mươi sĩ quy chất này bây giờ bánh khăn lý cư chia khăn Arduino hay khăn lý chia khăn mà phê vô vô và ta chạy sách chúng ta đọc phê vô lắm để xem khi mình đọc phê vô lắm và đọc một phê vô lắm cứ được khí hoặc nhận ý thế chắc là ra lấy khăn lý bộ đồ này khăn lý cư đọc phê vô hay này xôn vô chia power supply xế hay khăn lý cư tram vô hay những xôn vô lắm bỏ Arduino xế chắc ca cho ai kia lần này cư được ra optical player chắc mà phải vô mối những cái sai của hôm nay cho một tấm và phải để những chuyện một tấm ở cho đó nên cho nó cắt màu resistor
Để xa đây sáng đấy khi mà miền buồn chơi bằng bờ khi mà pi cầu chẳng sấy bây giờ miền buồn chơi bờ là mối nhé chắc là chỉ đó là không cắt thôi ali đi này không kêu nít lứ hay bị xong mà hàng sâu vô mình máu thì bạn mà chồng mình xịt về với ali đi lứ chắc bị thôi ai pram vô rồi bỏ Arduino chọn cắt bị chơi thằng nét tới chơi thằng nét cho tới resistor hay pool nít lứ hãy chơi bỏ Arduino để cho to cho một chiếc mùi những pot xoay ấy viên được rít ban mùi chẳng hạn của tiếng hót khi mà lấy nhưng mà tầm pool của mình toàn bán ấy còn pool của họ không vì chỉ ai một để xem xây program tại thế chẳng được về để xem chắc cứ pool của mình toàn cứ plus hay pool của họ lấy cái chế program thế chẳng những là còn qua pi viết à nếu không cả này đấy lấy nhưng mà dương từ lọt từ lấy program PLC mà dương chắc bắt đầu pi Arduino dương rít mà pay bốn vol chỉ digital mùi sôn màn hơn vậy vậy cơm giá cứ tập tới sập tiệm đam với những program Arduino thông bản này chấm nhưng rail chuyến rail sáng hay khi tập một tông mũi từ trường thì đi phí để có IO0 bỏ Open PLC nên là Arduino Uno ali đi cứ QX0 phí để có trường thì đặc biệt nè cái bản thân chỉ ở đăng bị cá chơi rơi được cả prakan nanti kita lap temu video umum titik. Alai pihon neng program Arduino flip kia flip flop main tak kem cek betong bodong alik di ke home flu cek betong bodong tit alik di ke home relot high wheel loop jeng lah hut. Jat de bay de tuan jeng bang yang kuan ta add contact ngap hay yang tuan doi PLC tuan bodong program flip flop. Okay. Rồi ngoài mà contact dân dọc negat bỏ và lại đi hãy phải tổng mất tiết dân dọc khỏi bỏ LED tại đại khuôn viên và đã chế output chắc là chế sẽ thay dân bài giờ tăng và đẹp bộ và thay thế hay và tổng máu dân thôi phải trả năng bình máu dân dọc contact negat bỏ bật thắng bật thắng. Hay mùi tiết dương dược normal thông mà đáng bỏ LED bán ha thì trong phương phim flop cứ phải chắc này sử dụng cho program bỏ lên ở PLC hay bắt đầu máu dương dược iPod bỏ viết tức cho học chuyên mùi nâng iPod bỏ LED mà lấy xem trong đó xem upload program lên chỗ để khi nông bỏ Arduino bỏ viết thay bị đa ẩn dân chăm tới tới ở vị trên red file mà chỉ luôn là vì cái bông ta upload cho người ta uploading được Arduino dân đã đàn chứ à lấy dân ta lắp cho sạc lên dịch vì bởi dạng chứ nó phải được xem chất bụt tông được bếp cho mà phê môn vô từ một bộ co optical player bởi dạng ta lại đi nhắc lửa toàn hóa chất mới tiết ở đây luôn vì cho tới ở xe lõ để sang bụt tông trong to hãy đẩy cho một chất ở xe lõ bởi dân 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 dịch vì lên PCB để dân design hãy cứ bị lõ cho nó chứ mũi chân chân mình nói tiếp về rồi luôn chân mình nói tiếp về plate chân mình nói tiếp về rồi luôn ở viên nhẹ tay tay giờ sang đây xong về chơi chậm lọ chứ này chắc ở vị trí này thì nâng cao sai chừng ngỡ khi dừng đây xua thế Arduino Prime vô rồi hay Opacol được cái sensor từ đó để Prime được cái automation nhưng trong giờ Arduino tôi chuyển đũa để cái năng lượng tịnh tu trên chân tế những thứ dạng mạch chắc ở lấy chia vị trí để Prime hay những năng PLC có kịp Prime trong đấy mà là thay cái PC bảy đập bật cái bài optical flip xin hay vì ai to chỉ sinh phong source phong của bạn nó cả lấy những to chỉ source và thấy những lại to chỉ sinh mang tên luôn là thì dân lực sức quy trên tầng để cho phút output rồi bỏ Arduino ở đây những PLC cứ dân to trên tầng điện lấy tất cả vậy hay chúng phút cả lấy dân chọn bản chỉ transistor dân rip sức quy viết và trên tầng chỉ transistor tầng cái năng cả lấy những đọc sài tầng bản hà trong thay ta input mà pay bốn vô cho Arduino dân thương mình chẳng ở nếu chỉ vị thí nâng cao để thuê input mà pay bốn vô cho Arduino hay vì sự vật đặc biệt nâng chỉ vị thí để trang trời và nâng cao cũng